lên mây. Các bạn, trong khi báo chí Ai Cập hết lời chỉ trích Mohamed Salah và đội tuyển quê nhà, thì báo chí Nga lại được fan phồng mũi và đưa thầy trò huấn luyện viên Checheso lên mây. Thất bại trước Uruguay ở trận mở màn World Cup 2018, Ai Cập buộc phải đánh bại Nga để níu kéo hy vọng đi tiếp. Quyết tâm này càng lớn hơn khi ngôi sao số 1 của đại diện châu Phi Mohamed Salah tái xuất sau quãng thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã dội cho thầy trò Hector Cooper một gáo nước lạnh bằng chiến thắng đậm 3-1. Cá nhân Salah chỉ có được một bàn thắng trên chấm 11m. Là một cái tên được kỳ vọng nhiều nhất, vì vậy, chân sút thuộc biên chế của Liverpool hứng chịu cơn thịnh nộ từ giới truyền thông quê nhà. Dù anh thi đấu nỗ lực và không trực tiếp mắc lỗi trong thất bại của Ai Cập, tờ Riyada đã đăng tải video 3 cơ hội ngon ăn của Salah ở phút 41, 56 và 88 và chê trách cầu thủ con cưng quá phung phí. Còn tờ Aram thì cho rằng pha phản lưới nhà của trung vệ Phan Thì ở phút 47 đã đảo lộn mọi thứ dù Ai Cập là một đội bóng chơi hay hơn trong hiệp 1. Ai Cập thi đấu tưng bừng buộc Nga co cụm phòng ngự ở hiệp 1 nhưng không thể ghi bàn, để rồi pha phản lưới nhà của Phan Thì đã làm đảo lộn mọi thứ. Nga tận dụng rất tốt sai lầm này và trừng phạt thầy trò huấn luyện viên Hector Cooper. Trong khi đó, Nga tiếp tục trở thành cái tên được giới truyền thông quan tâm đặc biệt. Tiếp nối phong độ ấn tượng từ trận mở màn đại thắng Saudi Arabia 5-0, những Golovin Chelsea thêm một lần làm người hâm mộ xứ sở Bạch Dương hả hê, tờ Russia Today đã giật sóng tít. Nga trỗi dậy tràn trề cơ hội vượt qua vòng bảng sau khi đánh gục Ai Cập của Salah. Còn tờ TASS viết chiến thắng 5-0 trước Saudi Arabia giúp Nga vươn lên ngôi đầu bảng. Chiến thắng trước Ai Cập thêm một lần nữa khẳng định sức mạnh của thầy trò Checheso. Trong bài viết trên trang nhất của tờ Daily Mail của Anh đã bày tỏ sự kinh ngạc trước hành trình của đội tuyển Nga ở World Cup, đồng thời khẳng định Salah không còn là một cái tên từng làm mưa làm gió mùa giải vừa qua. Với tư cách là một đội chủ nhà, Nga đã tham dự World Cup trong một nỗi lo sớm bị loại. Ngay cả Tổng thống Vladimir Putin cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đội tuyển quê nhà chạm trán Ai Cập và siêu sao Mohamed Salah. Nhưng ngài không cần quá lo lắng, Salah không phải là Salah mà chúng ta biết. Còn Nga lại thi đấu quá hay, giờ đây họ chiếm trệ ở ngôi đầu bảng và chờ đợi Uruguay đánh bại Saudi Arabia để ăn mừng tấm vé vào vòng sau. Gần như chắc chắn điều này sẽ xảy ra. Ngôi số 1 của đội tuyển Ai Cập Mohamed Salah được điền tên vào đội hình xuất phát. Sự xuất hiện của Salah là điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu. Ngay từ sau tiếng còi khai cuộc, Nga với lợi thế sân nhà đã chủ động dâng cao đội hình để áp đặt thế trận. Phút thứ 6, từ một quả đá phạt bên cánh trái, Nasevic đã đánh đầu kỹ thuật nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Ai Cập. Ngay sau đó, Golovin đã thử vận may với một cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50 đưa bóng đi chạch cột dọc. Những đường lên bóng của đội tuyển Nga gần như đều hướng đến Dziuba, tiền đạo cao 1m94. Phút 11, bóng lại tìm đến vị trí của Dziuba nhưng cầu thủ này lại khống chế bóng hỏng. 3 phút sau, Ai Cập đáp trả bằng một cú đánh đầu lứt căng của Mossen, tuy nhiên bóng đi chệch khung thành. Những phút tiếp theo, Ai Cập dần lấy lại được sự tự tin và triển khai lối chơi quen thuộc của họ. Tốc độ trận đấu vì thế được đẩy lên cao hơn. Phút 16, Chesiguet đã thực hiện một cú cứa lòng kỹ thuật, bóng vẽ lên một đường cong vô cùng đẹp mắt nhưng lại lệch khung thành. Mohamed Salah khá hạn chế chạm bóng khi ở trên sân, tuy nhiên khi anh có bóng, khung thành của đội tuyển Nga thường bị đặt vào tình trạng nguy hiểm. Phút 34, tiền đạo này đang khoác áo cho Liverpool suýt chút nữa có cơ hội dứt điểm cận thành nếu như Zico không kịp la vào phá bóng ngay trước mũi giày của anh. Trước khi hiệp 1 khép lại, Salah tung lầm cú dứt điểm bằng chân trái, tuy nhiên bóng đi chạch cột dọc. Bước sang hiệp 2, Ai Cập bất ngờ bị thủng lưới, cú dứt điểm không như ý của Robin bất ngờ đi đúng vào vị trí của Fathi và đội trưởng của Ai Cập lại lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà. Những phút còn lại, mặc dù chơi đầy nỗ lực nhưng Ai Cập đã không thể có được một chiến thắng. Với hai chiến thắng liên tiếp, đội chủ nhà Nga đã nắm chắc tấm vé vào vòng đấu ảo. Theo các bạn, từng chụp ảnh với một chú dê như một lời khẳng định bản thân, nhưng những gì mà Leo Messi thể hiện cho tới lúc này không hề đạt được kỳ vọng. Hay chính xác hơn, anh gây thất vọng tràn trề với quả penalty bỏ lỡ trong trận hòa Iceland. Sau đó Messi bị huyền thoại, Cantona khinh bỉ. Xét theo vị thế của đội tuyển lần đầu tham dự World Cup, đó rõ ràng là một thất bại với Argentina. Nhưng mới đây, người nhà Diego Maradona đã cho rằng không thể đổ lỗi cho Messi vì bị xịt phen. Bởi đơn giản, họ có rất nhiều cơ hội khác có thể kết liễu trận đấu. Dứt điểm 27 lần, kiểm soát bóng 78%, nhưng không làm được, hay nói cách khác, nếu bỏ qua Messi, phần còn lại không đủ tốt để đưa Abi Kidate tới chiến thắng. Với hai tiền vệ trung tâm không hề tham gia hỗ trợ tấn công là Mascherano và Minina, Argentina không thể xuyên thủng phòng tuyến của Iceland. Phía trên, những gì mà Di Maria hay Meza cũng quá thiếu sự cử động và để một mình Messi càng đáng mọi chuyện. Thậm chí câu chuyện hàng phòng ngự của họ cũng chẳng khá khẩm hơn với một Caballero quá bất ổn. Nếu đọc tên những cá nhân của Argentina, có lẽ họ chẳng kém đội tuyển nào, chứ đừng nói đến Iceland.
Dù vậy, một Leo Messi cũng không thể nào đánh bại thủ thành Henderson vốn là một đạo diễn, trong khi Sampaoli cũng bất lực trước chiến thuật của nha sĩ bán thời gian. Trận đấu đó, Argentina đã không thể hiện được sự gắn kết như một tập thể, điều mà Iceland đã làm được. Với một điểm nhận được từ bảng đấu tử thần, Argentina buộc phải hướng đến một chiến thắng trước Croatia, đối thủ khó nhằn nhất với họ, huấn luyện viên Sampaoli. Vì vậy, sẽ buộc phải đưa ra sự thay đổi khi chiến thuật của ông không phát huy được tác dụng. Bởi một lẽ đơn giản, Albiceleste lúc này không còn một sự lựa chọn nào khác. Và sức mạnh tập thể của Croatia. Trái ngược với chỉ một con đường của Argentina, đối thủ của họ, đội tuyển Croatia, lại rất có nhiều phương án. 3 điểm giành được giúp Molic và các đồng đội có lưng vốn để tính toán. Hơn nữa, sự trái ngược cũng thể hiện ngay trong ngày ra quân của họ trước Nigeria. Như đã nói, Argentina trượt phạt đền, kiểm soát bóng 78% và sút 27 quả, đổi lại một bàn thắng trước Arsenal. Trong khi đó, đội bóng Sao Caro may mắn khi bàn mở tỷ số của họ là một pha phản lưới nhà của Nigeria. Bàn còn lại của Molic là một tình huống sút phạt 11m. Một chiến thắng nhẹ nhàng nhưng có thể thấy Croatia đang gặp rất nhiều xuôn sẻ và biết cách tận dụng cơ hội của mình. Chưa hết, trước trận đấu này, tiền vệ Kovacic đã lên tiếng chê bai Argentina là một đội bóng một người và rằng Croatia của anh mạnh hơn. Không những vậy, những cá nhân bên phía Croatia cũng vô cùng chất lượng, quan trọng là họ biết cách phối hợp với nhau thành một tập thể gắn kết. Để chứng tỏ điều này, mới đây tiền đạo Nikola Ganić đã bị đuổi thẳng cổ về nước sau khi từ chối vào sân thay người với lý do đau lưng. Điều này cho thấy, đối với huấn luyện viên Zlatko Dalic, kỷ luật và tập thể là điều quan trọng nhất. Ông sẵn sàng đá World Cup với chỉ một tiền đạo cắm là Mario Mandzukic. Như đã nói, trong trận đấu này, Argentina chỉ có một con đường. Trong khi đó, Croatia với tuyến giữa cực mạnh, họ biết cần phải làm gì để ngăn chặn đối thủ. Những Modric hay đặc biệt là Rakitic, đồng đội của Messi tại Barca, đều là những tiền vệ có khả năng cầm nhịp xuất sắc. Bởi vậy, vào đêm này, hoặc Messi đóng vai chúa cứu thế kiểu như Ronaldo trong trận Tây Ban Nha, bằng không, Argentina khó lòng làm nên chuyện trước Croatia. Chào các bạn, lịch sử sẽ nhắc lại rằng trận đấu này là tâm điểm chói sáng để nâng Ronaldo từ một chân sút vĩ đại lên thành huyền thoại vĩ đại trong bóng đá thế giới. Trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo là người đã đưa Bồ Đào Nha vượt lên đến 2 lần và cũng là cứu tinh khi sút thành công quả đá phạt, đòi lại một trận hòa hú vía cho đội đương kim vô địch châu Âu. 3 bàn thắng của Ronaldo đến từ chân phải, chân trái và một quả penalty ngay từ phút thứ 4 của trận đấu. Dường như là định mệnh, bàn thắng đến ngay từ phút thứ 4 tung lưới mà lộng, đến từ một cú đánh đầu. Không phải là một pha bật cao thần thánh như Euro 2016, mà đơn giản là một pha lách người đầy khôn khéo và kinh nghiệm, đánh đầu ở tầm thấp ngay trước mũi giày của đối phương. Bàn thắng ấy khiến cho tất cả vỡ òa, nhưng những gì diễn ra sau đấy mới đáng nói. Phút 40 của trận đấu, trong một pha tấn công có nét hiếm hoi của Bồ Đào Nha, cái chân trái của Ronaldo đã chọc một đường truyền như đặt cho tiền đạo đàn em Uedes, cầu thủ mà Messi đang nằng nặc đòi Barca phải mua để đá cặp với anh cho bằng được. Ở tư thế cực kỳ thuận lợi, tiền đạo trẻ mới qua tuổi 21 tung một cú kết thúc quá hiền để cơ hội trôi qua đầy tiếc nuối. Pha bóng ấy, hình ảnh ấy, người ta thấy thấp thoáng hình bóng huyền thoại vĩ đại của bóng đá thế giới, người Argentina, đó là Maradona. 28 năm trước, giữa một Argentina yếu ớt và lèo rã, Maradona khi ấy cũng đã 30 tuổi, một mình phăm phăm kéo Argentina vào đến trận chung kết với Đức. Ngày ấy, đối thủ của Argentina ở vòng 1/8 là Brazil. Suốt 80 phút, Maradona cùng Argentina bị ép đến ngạt thở. Nhiều lúc, trước mắt cậu bé vàng và các đồng đội tưởng chừng như là một bức tường cao sừng sững, nhưng phút 80 ấy, mình Maradona cầm bóng băng xuống như gió, hút toàn bộ hàng hậu vệ của Brazil để rồi dùng nỗ lực cuối cùng của mình xoay người truyền bóng ra cho Caniggia sút tung lưới đối phương. Brazil đã vô hiệu hóa Maradona suốt 80 phút, nhưng Maradona chỉ cần có 6 giây để thay đổi tất cả. Pha bóng ở phút 40 ấy của Ronaldo, nếu như Guedes tận dụng thành công thì sẽ là một bước ngoặt chẳng khác gì 6 giây vinh quang mà Maradona đã tạo ra trên sân Dinis Abid ngày nào. Là bởi, dẫu cho Ronaldo đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước từ phút thứ 4, nhưng phần còn lại của hiệp đấu đầu tiên, Maroc đã thi đấu không chỉ quật cường mà còn tạo được một thế trận pressing đến nghẹt thở, khiến cho hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha chỉ trực chờ vỡ tan bởi những pha tấn công như sóng dồn. Trong sự rối bời ấy, Ronaldo vẫn cặm cụi lùi về đến tận vòng cấm địa của đội nhà để chắt chiu từng cú đá, để chắt chiu từng cú đánh đầu phá bóng.
chắt chiu từng đường bóng từ giữa sân để rồi lăn lộn đau đớn với những cú truy cản ác ý của đối phương. Không ai có nhận ra một Ronaldo siêu sao ở Real Madrid trên sân là một Ronaldo truyền cảm hứng, một thủ lĩnh, một cánh chim đầu đàn đích thực. Trên sân, Nusiki, thủ thành Luis Pacheco đã bay lượn như David De Gea trong màu áo Man United, cản phá xuất thần những pha kết thúc sắc sảo như dao cạo, mạnh như cú đấm thôi sơn của Malok. Và mỗi lần lồm cồm bò dậy sau một pha cản phá thành công, người đầu tiên lao đến ôm chúc mừng, đập tay với Rui Pacheco chính là Ronaldo. Trong một ngày mà Malok xứng đáng với mọi lời ca ngợi vì lối đá giàu năng lượng, lại tràn căng sự hứng khởi và ý chí của mình, thì giữa một Bồ Đào Nha chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa của nhà vô địch châu Âu 2 năm về trước, Ronaldo tìm được điều duy nhất của mình, còn thiếu một thủ lĩnh thực sự kéo đồng đội đến chiến thắng. Ở tuổi 33, CR7 có một màn tiến hóa cuối cùng để làm nên một cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới. Trong dòng bão, người ta tìm ra được vị thuyền trưởng tài năng nhất. Giữa chiến trận, người ta tìm được một chiến binh vĩ đại nhất. Giữa đấu trường World Cup, giải đấu đỉnh cao của bóng đá thế giới, người ta tìm được một Cristiano Ronaldo, huyền thoại vĩ đại nhất. Với bàn thắng ghi được ở trận đấu này, bàn thắng thứ 85 trong màu áo Bồ Đào Nha, Ronaldo chính thức phá kỷ lục của huyền thoại Puka với 84 pha lập công trong màu áo đội tuyển Hungary và trở thành chân sút ở châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất trong mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia.